làm máy cho Pure chờ 1 tại tiệm sửa xe Khánh. Máy đang đã để làm nha anh em. Anh em nào chạy Pure chờ 1 mà máy yếu hao xăng, máy kêu, nồi kêu qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha anh em. Anh có bán một tuần có làm máy cho anh em ha. Làm máy làm nồi cho anh em. Bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng. Chiều trời 110 nha anh em. Thời gian làm máy thì khoảng một buổi xong nha anh em. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Tất cả các ngày trong tuần. Honda Future 110. Anh em ở xa thì liên hệ Khánh để gửi xe hoặc mua hàng ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Nhận ship hàng Hàn Quốc cho anh em. Chào tất cả anh em ha.